Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn. Dạ chương trình xin chào anh. Chào anh. Anh có thể chào quý vị khán giả nè. Trước hết chào cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một rồi. Đời tốt đẹp nhất. Rồi anh có thể cho quý vị khán giả biết tên của mình cũng như là bao nhiêu tuổi. Tôi tên Nguyễn Thành Vọng. Sinh năm 1968. Nguyễn Văn Vọng. Nguyễn Thành Vọng. Nguyễn Thành Vọng 1968. 68 là 55 tuổi. 56. 56 tuổi. Rồi anh Vọng đến từ đâu? Đến từ Long An anh. Long An. Long An ở xã nào anh? Ở dưới Cần Giuộc á, huyện Cần Giuộc. Huyện Cần Giuộc ha. Long An Cần Giuộc. Rồi hiện nay nè anh Vọng, công việc của mình là công việc gì anh? Anh đi làm hồ anh. Làm hồ, mình làm thợ hay là phụ anh? Dạ phụ hồ. Phụ hồ ha. Rồi lương có ổn định không anh? Cũng ổn định. Có nghĩa là cuộc sống mình một mình thì rất là thoải mái đúng không? Dạ cũng được. Rồi anh Vọng hiện thời ở Cần Giuộc là mình ở nhà mình hay là nhà trọ? Dạ có nhà anh. Nhà. Ở nhà nhà. Hiện nay anh ở nhà đó là anh ở với ai? Dạ ở một mình. Rồi hôm nay anh Vọng đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương nè. Cái tình trạng hôn nhân của mình như thế nào anh Vọng? Có vợ được hai đứa con, đứa trai đứa gái. Rồi vợ nó cũng như là có người thứ ba vậy đó, rồi nó mới thôi. Anh có thể cho chương trình cũng như quý vị khán giả biết được là nguyên do vì sao mà anh biết được chị có cái người thứ ba không? Tại thấy tánh tình bà đổi khác đó. Rồi mới đi hỏi mấy người ngoài chợ đó, rồi người ta nói thấy có ông nào lại sáng chiều gì lại chỗ bà bán đó. Lúc đó chị bán ở đâu anh? Bán ngoài chợ Bình Chánh đó. Ở cho chợ Bình Chánh đó ha. Rồi khi mà anh phát hiện vậy rồi anh có cái lời gì đối với chị không? Thì nói chung là mình cũng về mình khuyên thôi, chứ mình cũng không rầy la gì. Mình khuyên đừng có làm vậy, rồi ra ngoài đường ngoài xá rồi người ta cười. Rồi các con anh có biết không? Con thì nó còn nhỏ, nó đứa 9 tuổi, đứa 15 tuổi. Hai đứa còn nhỏ hả? Còn nhỏ. Mà tuổi đó cũng hiểu mà anh. Hiểu mà nó nghe nó cũng nó không nói gì, chắc nó không nói. Trai gái anh? Đứa trai đứa gái. Rồi hai anh chị mới quyết định là ly hôn? Không có, rồi đó, từ đó bà đâm đơn mới ly hôn đó, rồi mình cũng không hiểu nữa, không biết nữa, rồi tới chừng tòa án mời giấy về mới biết. Có nghĩa là chỉ đơn phương đâm đơn ra tòa, rồi tòa mới mời anh lên? Tòa mới mời lên, đưa giấy rồi tòa mời lên. Rồi lúc đầu ra anh có đồng ý không? Không, mình nói là thương vợ thương con lắm, mình rất quý. Mà mời lên tòa thì mình cũng vẫn nói vậy. Nói tôi còn thương vợ thương con lắm, tôi không có thôi, không có ký đơn. Rồi nó mời ba lần rồi nó xử đơn phương luôn. Là xử đơn ly dị đơn phương à. Là năm đó là năm mấy anh? Chắc cũng qua mùa dịch xong nó mới xử. Lúc dịch nó còn bệnh, nó không có xử. Vậy là năm 21 ha. Rồi các con anh hiện giờ ở với anh hay ở với chị? Ra tòa rồi bà bắt hết, rồi tính bắt lại đứa để nuôi cho hữu hỷ già, rồi tòa xử theo bà hết rồi. Con theo mẹ ha. Rồi có xử anh phải có trợ cấp không? Bà không cần trợ cấp. Có nghĩa là không cần trợ cấp luôn.
Có nghĩa là miễn sao anh đồng ý là được. À, chị bắt hai cháu nuôi luôn. Dạ. Rồi hiện nay là chị có đến ở với cái anh đó luôn chưa? Mình cũng không biết nữa, rồi bà đi rồi mình cũng không biết. Nè, có nghĩa là đi khỏi đó luôn. Dạ dạ. Quê giờ hồi đời xưa là quê vợ anh ở đâu? Dạ quê ngoài Bắc, quê Hà Nam á. Ờ, xa dữ vậy đó hả? Dạ. Sao anh quen xa dữ vậy? Tại đó đi làm rồi biết. Rồi cái khoảng thời gian mà từ 2021 tới nay là 2 năm. Anh có quen được mối tình nào khác không? Thì cũng có tìm hiểu thôi rồi mà cũng chưa đi đến đâu. Tìm hiểu trong cái tính cách như thế nào anh? Là bạn bè hay là có tới ở chung với nhau không? Không không, tìm cách ý, tìm hiểu như là bạn bè nói chuyện với nhau rồi đó, rồi thấy cũng chưa đi đến đâu. Nó không hợp ha. Rồi hôm nay anh đến với chương trình, anh hiểu chương trình như thế nào mà anh hôm nay anh đăng ký anh lên chương trình để anh tìm mảnh ghép? Thì thấy chương trình này kết nối yêu thương đó, rồi thấy coi cũng hay hay, rồi cũng có ý nghĩa, rồi mình mới đi tìm đến xuống đây để kết nối. Rồi hôm nay anh đến với chương trình nè, anh muốn tìm cái mảnh ghép để tiếp tục đi với mình đến cuối con đường, thì anh muốn tìm cái người phụ nữ như thế nào mới hợp với anh được? Thì tôi muốn tìm người thật thà với hiền, tánh tình hiền, thật thà. Anh cứ nói đi, anh nói hết ra đi. Thật thì thà hiền rồi gì nữa mới được? Thật thà hiền với chung thủy vậy thôi. Thật thà hiền với chung thủy. Rồi những cái công việc làm hàng ngày anh không có cần thiết sao? Có ví dụ như là cái người đó phải hoàn toàn độc thân, hay là không có vướng bận con cái, hay là có cần phải có nhà hay không, anh phải nói hết ra mới được chứ đừng có nói. Nói chung là người đó phải độc thân. Đó. À, không có công chuyện làm thì cũng được, thì độc thân phải độc thân. Không có không có công chuyện làm cũng vẫn được. Anh nuôi nổi không? Thì thí dụ vợ chồng về có giận nấy đi. Có gì ăn nấy hả? Rồi thí dụ như chị không chịu ăn rau cỏ, chỉ muốn ăn đồ cao cấp rồi anh nuôi nổi không? Thì cái chuyện đó để tính sau. Không, cái này đâu, chương trình rồi em phải hỏi nó là thật, nó phải thật mới được. Chứ còn mình đừng có nói chung chung thì nó sẽ khó lắm. Có nghĩa là bây giờ với cái đồng lương của anh hiện thời là phụ hồ, thì mỗi ngày cho cao lắm là 400 đi, phải không? À, 400 ngàn đi, rồi tiền chi phí ăn uống xăng cộ. Rồi anh còn lại khoảng nhiều, khoảng chừng 200 mấy. Về đối với mình anh thì nó vô cùng là thoải mái. Đó, nhưng mà thêm cái chị về chỉ không cần, anh nói là không cần chỉ làm gì hết, là về anh phải nuôi 200 mấy đó, là về là tiền quần áo rồi son phấn các cái, là anh có gồng cái sức khỏe của mình hiện thời. Nói chung anh có cầm nổi không? Nói chung là tiền lương mình thì đủ hai người sống được. Anh đảm bảo ha. Rồi, anh có cần cái chị đó là phải cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không? Nói chung là cũng tướng vừa thôi, tại mình là cũng hơi nhỏ con. Bây giờ mình đừng có nói chung nữa anh, bây giờ vừa là cỡ bao nhiêu mới là vừa? Cỡ 1m55 là được rồi. Thì mình phải có cái số liệu, 1m55 nặng cỡ bao nhiêu? Thì cỡ 5 mấy ký đi. À, 5 mấy ký, rồi. Đó, có đẹp xấu không? Nói chung đẹp xấu thì cũng không gần vấn đề. Là nói chung là trời, cái đưa cái chị xấu quá, cái anh chê hồi xấu quá không được, là chương trình tụi em sao kiếm. Xấu mà người ta thương mình thì cũng vẫn được. À, có nghĩa là phải có cái tâm ha. Dạ có cái tâm. Có cái tâm rồi biết thương yêu gia đình, chăm sóc gia đình là ok đúng không? Dạ. Không cần có nhà luôn. Không cần, mình cũng có mà. Ví dụ trời, bạn có thì cũng được, còn không có thì Rồi anh mình... có chị đó về ở với anh vẫn ok ha. Rồi chị đó làm công việc gì cũng được hay sao? Thì ví dụ như chị mua bán, ví dụ như giờ thì đương nhiên chị không có nhà thì cuộc sống nó sẽ eo hẹp rồi. Có thể là chị đi bán vé số, hay là bán cái gì đó, bán buôn,
bán buôn giống như là gánh đồ hay thí dụ vậy, anh cũng chấp nhận thôi. Thì thí dụ có buồn thì đi buôn bán gì kiếm thêm thì cũng cũng được, cũng vui, cũng tốt. Rồi bây giờ ngoài cái công việc làm hàng ngày ra, anh có tìm đến cái niềm vui để giải trí cho cái bản thân mình không? Không, nói chung là đi làm không rồi tới thứ chủ nhật thì rồi nghỉ rồi nằm ở nhà coi tivi không, cũng không có đi đâu. Anh có thích ca hát không? Nói chung là cũng thích mà nhà không có điều kiện thì cũng ít ca. Ở nhà có karaoke không? Có mà nay nó hư rồi. Hư hả? Hát nhiều quá nó hư hay sao? Để lâu quá buồn là không hát nữa rồi. Có nghĩa là chỉ đi rồi buồn quá rồi không hát không, chứ trước là ngày nào cũng hát không? Trước hát cho nó vui vui. Đâu bây giờ mình hát một bản cho đỡ buồn đi. Khúc hát khúc thôi cũng được. Dạ. Hát tặng cho quý vị khán giả nghe một bản đỡ buồn ha. Rồi hát bản Hội Vào Ngoài Thành đi. Rồi mời anh. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa ta sẽ về thăm. Thăm lại bờ ao, thăm lại đông bờ cao ly chúc bờ ao. Xưa đã cùng em từ vườn châu. Giờ quên rồi anh. Quên. Cũng hay nhưng mà lên nó hơi khớp ha. Rồi nó rung. Như vậy là cũng quý rồi, cũng rất là hay. Rồi từ đó tới nay là anh không gặp được hai đứa con anh luôn hả? Nó có đi học ở dưới trường học á. Thì có khi thương nó thì xuống dưới cho tiền nó ở trường học. Anh chạy xuống anh thăm nó cho tiền nó ha. Trường học nó học á. Trời, anh có biết chỗ tụi nó ở không? Nói chung là cũng biết. Mà lợi thì nhiều khi mẹ nó la rồi này kia cũng chán lợi. Cũng ở gần anh không? Cũng ở gần. Vẫn còn ở gần đó ha. Rồi anh có thấy chị sống với ai không? Có ai lui tới không? Nói chung mình cũng đi làm tối ngày và mình cũng không có thời gian. Nói chung là ly dị rồi mình không cần quan tâm tới luôn. Không có, nói chung là cũng quan tâm mà đi làm ngày nào rồi không có thời gian đi qua lại rồi. Không có thời gian để ý nữa bây giờ, nói chung là không có để ý theo dõi gì hết rồi. Thành ra không có biết. Rồi bây giờ anh đến với chương trình là anh nói anh thường xem lắm phải không? Dạ. Anh coi những cái video ở trên kênh của tụi em đó, anh có chấm được cái chị nào trên đó chưa? Nói chung là cũng thấy mấy cô thì thấy cũng dễ thương mà tánh là cũng được. Mà thôi nói chung bây giờ mình bày tỏ bản thân đi. Thì có cô nào thích thì thích mình đó, thì gọi. Gọi cho anh. Có nghĩa là nếu mà cái cô nào mà thích là phải lên chương trình giống như anh vậy đó. Rồi nếu mà thích thì gọi cho chương trình sẽ sắp xếp cho anh ha. Dạ dạ. Thì anh thì cũng có nhà sẵn, cũng có công an việc làm, nó cũng gọi là tạm ổn được. Nếu mà chị gái nào mà cảm thông được với lại anh thì chủ động liên hệ với chương trình sẽ sắp xếp cho hai anh chị gặp nhau. Dạ. Để trao đổi, nếu mà hợp gì thì mình sẽ ghép nối rồi mình về ở với nhau để tìm cái hạnh phúc cho cái tuổi già anh ha. Dạ. Chăm sóc lẫn nhau rồi. Già, tuổi già về nhau. Bây giờ ở nhà anh ở dưới đó, dưới Cần Giuộc đó, đất đai đâu có thể trồng trọt đâu được không? Đất thì trồng được mà có một mình cũng trồng đâu có nổi, đâu có ai phụ đâu. Bây giờ cần một cái người nữa về phụ mình trồng trọt là cũng được ha. Được. Kiếm rau đồ ha, là những cái trái gì đó mình ăn là cũng được. Dạ, có người thì trồng phụ được. Chứ một mình thì trồng nó không trồng nổi, với lại rồi mình buồn quá rồi làm không nổi thì cứ bỏ luôn đi làm. Bây giờ trên chương trình của tụi em á, thì cũng có mấy cô cũng có thể gọi là độc thân, cũng có thể không có vướng bận con nữa, cũng có.
thì để chương trình sẽ sắp xếp tìm cho anh một cái mảnh ghép nó thật sự thích hợp ha. Để nhưng mà anh có đồng ý là đến với chương trình một lần nữa không, nếu mà có cái người muốn ghép anh muốn ghép nói với mình đó? Dạ có thì... ai kết nối với mình đó thì chương trình gọi mình cũng được. Thì anh sẽ đến ha. Dạ. Tại vì đến mình mới ghép đôi được anh. Dạ. Rồi bây giờ cái vấn đề này hết sức là quan trọng nè. Chương trình muốn hỏi anh nè, anh có đồng ý để cho chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên không gian mạng xã hội hay không? Có. Là anh cam đoan những cái lời nói của anh là chân thật? Đúng. Sau này là mọi khiếu nại thắc mắc kêu chương trình xóa hoặc gỡ bỏ là không gỡ nha anh. Dạ dạ. Rồi bây giờ ngoài cái yêu cầu mà anh tìm cái người phụ nữ phù hợp với mình đó, những cái nãy giờ anh nói ra đó, anh còn trải lòng thêm cái gì nữa anh cứ nói đi. Thôi nãy giờ nói chung là... Không, anh phải nói thẳng ra. Ví dụ như lỡ chị đó thấy anh nó đơn giản quá, tôi không làm gì về rồi, nhiều khi rồi cờ bạc rồi số đầu số đuôi gì đó, hay là rồi cờ bạc rồi xe xua mua sắm rồi về, anh chịu nổi không? Mình phải nói rõ ra mới được, cần cái người như thế nào. Nói chung là người đó đừng dướng vô mấy cái tệ nạn đó đi. Đó thì ý là chương trình muốn anh phải nói rõ ra để cho các chị biết anh cần một cái người không có dính vô cái này, không có dính vô cái kia, không có đua đòi, không có bon chen, có nghĩa là biết chấp nhận với cuộc sống hiện tại của anh thì có thể về với anh có nhà sẵn đó. À, anh có gia trưởng không? Không, cái tánh mình là mình cũng hòa đồng mà thương vợ thương con dữ lắm. Thì thấy anh cái kiểu cách anh nói nãy là chỉ đâm rơn lê đi vậy anh buồn, thì cũng biết anh là một cái con người cũng rất là thương gia đình ha. Cũng anh có rượu chè không? Rượu thì nói chung là có rượu, nhiều lúc người ta mời đám này đám cưới đám họ đám giỗ rồi đó thì mình đi. Chứ thợ hầu nhậu dữ lắm á? Không có thợ hầu. Thợ hầu thì nhậu lắm mà. Nói chung là đây thứ bảy là về nhà thôi, nói chung là không có nhậu vẹt hết. Còn nhiều đám mời thì mình là trụ cột, nhà có mình thì mình phải đi qua lại với anh em. Rồi đám thì mời đi thì có nhậu với đám. Chứ nói chung là thứ bảy rồi mấy anh em hồ cứ về mà nay nó về. Anh có mê đá gà hay là không? Nói chung là gà, nói chung là đá thì lâu lâu thấy thì coi đá chứ không biết cái gì hết. Đá nào ăn thua thắng thì thôi biết, thì không, nói chung là không rành vụ đó. Rồi thôi nãy giờ anh em mình cũng trò chuyện với nhau thì anh cũng đã nói hết những cái gì mình mong muốn ở cái ý trung nhân sắp đến của mình ha. Thì giờ trước khi kết thúc chương trình, anh có cái lời nhắn nhủ nào với cái mảnh ghép mà sắp sửa đến với mình không? Thì nói chung là qua chương trình này, thí dụ các cô nào có coi đó, rồi có thấy mình đó, rồi có cảm mến hay gì đó, rồi cứ gọi lại chương trình đi, rồi hai đứa mình tìm hiểu. Rồi thôi bây giờ anh chào khán giả để anh em mình kết thúc ha. Dạ. Cũng chào cô chú anh chị em gì đó coi cái clip này, đừng có quăng đá chọi đá gì đó mình đó, rồi cũng thông cảm cho mình là lên tìm vợ, thông cảm cho mình chứ đừng có ném đá gì đó. Rồi anh thợ hồ mà sợ gì, đá đem về mình xây biệt thự trời ơi đỡ mua sướng chứ. Rồi, đâu có tốn kém gì nữa. Không, đùa vui anh ha. Dạ, dạ. Rồi thôi để kết thúc chương trình mình có một cái vui vui chút ha. Dạ. À, trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.